Nam mô cứu khổ cứu nạn Quảng đại linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư an tọa, kính mời đại chúng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, lại một lần nữa Đại Đức Thích Nguyên An, trụ trì chùa An Sơn, tỉnh Bình Thuận, đã trở về với đạo tràng của chúng ta. Xin toàn thể đại chúng cho một tràng pháo tay cung đón Đại Đức Giảng Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, giờ này đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, thành tâm cung thỉnh Thầy từ bi hoan hỷ ban bố cho chúng con thời pháp buổi sáng hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Thì thưa quý Phật tử, hôm nay Thầy rất là hoan hỷ một lần nữa được trở lại chùa Pháp Thủy. Thì thú thật với quý vị, được đến chùa này thì Thầy 1 giờ sáng đã đi vào đây. Mặc dù đường xa xôi như vậy, nhưng mà khi vào cái gian phòng đó, vào đó thì thấy rất là ấm áp. Vì nhìn ở trên bức tường thì thấy có 2 bức chân dung của 2 vị Thầy. Đó là Hòa Thượng Tông Chủ Thiền Phái Trúc Lâm, Thượng Thanh Hà Từ và Hòa Thượng Thiền Chiếu, Thượng Nhật Hà Quang. Tự nhiên mình thấy có cái gì đó gần gũi. Thì thú thật quý vị là cái chùa Thầy ở ngoài đó cũng sát gần một cái ngôi thiền viện rất lớn. Không biết quý vị có biết cái ngôi thiền viện ở tỉnh Bình Thuận vừa mới khánh thành hay chưa? Có biết không? Thờ hình này là biết có bà con đây nha, trong tông phái đó, đó thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiền. Quý vị có ra đây chưa? Có ai ra đây chưa? Trời ơi! Thấy không? Phải đi nha! Ai muốn đi là thiệt thòi lắm. Mà đặc biệt ra cái thiền viện này là phải ghé vô chùa Thầy nha. Quảng cáo thiền viện này mục đích là tới chùa Thầy nữa đó nha. Cái này là thiền viện Trúc Lâm, không phải Đà Lạt. Đang nói chuyện Bình Thuận mà. Bình Thuận, Đà Lạt là xứ lạnh, còn xứ Thầy là xứ nóng. Xứ nhiều thanh long lắm. Thì cái thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiền này cũng vừa mới khánh thành cách đây chừng không bao lâu, phải không nào? Rất là lớn, cho nên hôm nay được trở lại với chùa Pháp Thủy, Thầy rất là hoan hỷ. Lời đầu tiên xin gửi lời kính chúc đến ni sư trụ trì
cũng như là chư ni trong bổn từ, cũng như tất cả Phật tử về tham dự đạo tràng hôm nay, lời cầu chúc an lành một con ngày tu tập thật nhiều là an vui hạnh phúc. A Di Đà Phật. Quý vị thấy là bây giờ là cũng thời gian thấm thoát rất là mau, chắc cũng 2 năm rồi thầy bây giờ mới trở lại. Không biết có ai còn nhớ thầy không ta? Còn ha, có người có gục đầu nhớ, nhớ. À, rồi có người nhớ, đôi khi có người lại mới phóng nè, chắc là lần đầu mới gặp phải không? Thấy ông thầy bình thường thấy nó khác ha, nước da nó đen đen ha, còn thầy Sài Gòn da trắng trắng phóng nè. Tại ngoài đó có gì biết á, ai ra đó rồi chắc là cũng sẽ rõ. Xứ Bình Thuận nó nóng, nắng, gió vắng nè. Cho nên khí hậu thì nó hơi nóng. Nhưng đặc biệt cái thiền viện bên đó là gần sông cho nên rất là mát. Thì cái chùa thầy á, là cũng gần núi cho nên là cũng đỡ. Cho nên quý vị nên ra đó. Cho thỉnh thoảng mình cứ ở Sài Gòn mà ở chùa Pháp Thủy hoài đâu được. Thì lâu rồi nói đi sư này, bây giờ thôi, bây giờ dịp cuối năm ha, hay là đầu năm ha, hay bây giờ ra hạ để tổ chức cho con đi du lịch chuyến. Mày muốn đi đâu? Rồi dạ đi ở Bình Thuận. Tại ông thầy cũng quảng cáo rồi mà. Thì ra chùa nào? Rồi ra người đó có thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện. Rồi bên cạnh đó là ghé qua cái chùa An Sơn, chùa thầy tên An Sơn. Của thầy nào vậy? Của thầy Nguyên An. Tôi thầy An rồi tên chùa An Sơn cùng một cái chữ An, quý vị thấy không? Thì ra ngoài thế nào tâm mình cũng được an. Nên là ai mà bất an là vô cái chùa này là an à? Cái chùa này đặc biệt. Thì xưa kia quý vị biết là thầy cũng ở Sài Gòn, nhưng mà chắc là có nhân duyên á, cho nên mới về nhận cái chùa ở ngoài đó. Cái tên là An Sơn rất là hay. Vì sao là có cái tên An Sơn? Tại vì xung quanh chùa quý vị là cái gì? Đúng rồi, Sơn là núi, An là an ổn, cũng là An Sơn, cũng là ngôi chùa, núi được an ổn bởi bao bọc bởi những dãy núi. Đẹp lắm. Đấy. Chùa thì còn nhỏ nhưng mà cảnh thì rất là đẹp. Thì hôm nay trở lại chùa Pháp Thủy, thì nghe cái tên chùa, thì thầy... thấy là cái xứ mình nóng mà bây giờ tới cái chùa này chắc chắn là thế nào cũng được. Mát. Vì sao mát? Đúng rồi, thủy là nước. Vâng nè, kia sơn là núi. Bây giờ vô đây gặp thủy, nước. Núi, nước gặp nhau. Bên nào chiến thắng đây? Núi là cái sự tượng trưng cái sự gì? Vững chãi. Vâng nè, cứng rắn. Còn nước? Mềm. Mỏng, mát, mẻ, mỗi cái có một cái đặc điểm riêng. Mà thầy thì trú trì cái tên chùa núi thì nó đúng. Còn cái chùa này nước tượng trưng cho cái người nữ thì cũng rất là chính xác. Tại vì người nữ mà thường là mát mẻ, hiền diệu, giống như là hình tượng của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm thì có cũng cầm một cái bình gì? Bình nước. Nước đó là nước gì? Nước cam lộ. Quý vị đã được ngài rưới cái nước này chưa? Chưa hả? Có muốn rải không? Cái nước này có mát không? Mát hơn nước bình thường không? Mát, tại vì gọi là nước cam lộ mà. Trong đó có chứa 8 thứ công đức. Thế nào? Cho nên cái tên chùa mình á, thì nghe tới là ta thấy có cái sự mát mẻ trong cõi lòng rồi. Chính vì vậy mà hôm nay đến với đạo tràng chùa Pháp Thủy, thầy xin mang đến những sự mát mẻ để tắm gội lên thân tâm của quý vị qua một cái chủ đề với tên gọi đó là Cam Lồ Tình Thủy. Quý vị nghe cái tên có hay không? Tên hay không biết sao nha. Thì cái chữ cam lồ chắc là quý vị cũng đã từng nghe rồi. Cam lồ đó là một cái chất liệu ngọt ngào, mát mẻ mà ai cũng muốn có được. Và chất liệu đó thì trong cái bình tình thủy của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm thì ngài thường cầm cái bình đó gọi là bình nước cam lồ. Người nào mà có được cái nước này thì cuộc đời mình chắc chắn sẽ được an vui hạnh phúc. Và nếu như diễm phúc may mắn
mà chúng ta được Đức Bồ Tát rưới lên trên thân thể của mình, một ít nước này thì có thể là chuyển hóa những khổ đau phiền muộn. Tùy theo cái tâm nguyện của mình thì có thể là nó chuyển hóa, nó đầy đủ, nó sung mãn. Cho nên trong các đàn tràng cúng thí, rồi cúng trai tăng phán nặc, rồi khởi móng xây dựng cầu an, thì chúng ta thường thấy làm lễ là có tôn thờ của hình tượng của ai? Bồ Tát Quan Thế Âm. Đấy, vì sao mà không thỉnh vị nào mà thỉnh Bồ Tát Quan Thế Âm? Tại vì Ngài rất là có duyên với chúng sanh, đặc biệt là những người mà mắc vào những cái bệnh khổ, những tai ương hoạn nạn, những điều không như ý, mà chỉ có cái sự hiền thân của Bồ Tát Quan Thế Âm thì tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, phước lành tăng trưởng, đại cát đại thọ. Có những gì tốt lành của chúng sanh mà có Đức Bồ Tát hiện hữu gia hộ thì nó sẽ tròn đầy viên mãn. Trong cúng phóng sanh, rồi cúng quá đường, cúng quá đường là cúng cơm đó, cũng có một cái bài chú tùng về, nói về cái ý nghĩa của cái câu thần chú này: cam lồ tình thủy, rồi biến thực biến thủy chân ngôn. Quý vị tùng câu này chưa? Biến thực biến thủy chân ngôn: Nam mô Tô Rô Bà Gia Đắc Ta Ra Ya Ra Ra Tô Rô Bà Gia Tô Rô Ra Ra Tô Rô Ta Bà Bon. Đấy, tùng chú là nó nhanh vậy á. Thì quý vị biết là vì sao mà phải tùng cái bài chú này không? Biến thực biến thủy chân ngôn. Thực ở đây là gì? Thức ăn. Thủy là nước, đúng không? Khi mà chúng ta thấy cúng á, thì cái thức ăn giống cúng qua đường, một cái chén nước nhỏ, rồi một vài hộp cơm, cái đó nhiều hay ít? Ít. Nhưng mà khi đọc xong bài chú đó thì cái cơm, cái nước đó trở thành ít hay là nhiều? Vì sao? Tại vì trong cái câu chú này chúng ta đã nghe rồi mà. Biến thực, biến có nghĩa là hóa, phải không nào? Hóa cái thức ăn, cái nước uống này từ có thể 5 bài hạt cơm, từ có thể là một cốc nước nhỏ, trở thành muôn vàng hạt cơm, muôn vàng nước uống cho tất cả chúng sanh trong khắp pháp giới đều thừa hưởng. Quý vị thấy có lợi hại không? Rất là lợi hại, lợi ích. Đúng không? Cho nên vì sao mà chúng ta thấy tùng là có ý nghĩa như vậy, chứ không phải là chơi đâu. Đúng không? Và cái người nào mà có cái lực gia trì càng mạnh á, thì chúng sanh sẽ được thừa hưởng cái đó, công đức đó càng lớn. Thường mà cái người mà bất ấn á, là trì cái đó là ai? Là một vị hòa thượng sám chủ lớn ở trong một cái đàn tràng. Cúng trai tăng thì có hòa thượng, hoặc là không có hòa thượng thì các vị thầy lớn chú nguyện cái đó. Và người mà có cái lực càng mạnh thì cái công đức biến hóa nó càng lớn. Và nếu Phật tử chúng ta, người tu mà mình có tu giỏi, giống như mỗi tháng mình đều đến chùa Pháp Tụy này tu tập, rồi về nhà mình tu tập, có nhiều cái công đức á, mình tùng chú đó nó cũng có cái linh nghiệm, có cái hiệu năng rất là lớn. Phải nào? Và cái thức ăn, nước uống đó không chỉ là biến thành cái cơm bình thường, mà gọi là cơm hương tích, mang chất liệu cam lồ vị. Nước đó là nước cam lồ. Hả nè? Trước giờ chúng ta thấy là có nhiều hạng nước uống, như là nước La Vi, rồi nước gì? Vĩnh Hảo. Thì vừa rồi đây là có thêm một cái loại nước do chùa Đài Tòng Lâm ở Bà Rịa Vũng Tàu sản xuất, đặt một cái tên mà nhìn là mình muốn uống liền. Quý vị biết cái tên gì không? Nước cam lồ. Không biết ngon dở sao, đề ngoài chai nước cam lồ, uống vô là biết mát liền. Thì vừa rồi thầy làm lễ bổ nhiệm trụ trì cách đây cũng 10 hôm à, có mời sư trụ trì, sao không biết sư không ra dự, không biết. Thì cái nước này á, thầy đặt lấy trên đó về rồi phát cho Phật tử người chai, thì ai uống là cũng thích hết. Tại vì nghe cái tiếng cam lồ là biết đến có cái chất liệu Phật Pháp, nó mát mẻ ở trong đó.
Khi mà mình uống vào á, thì chắc chắn cảm nhận được cái sự thân tâm mình được thư thái mát mẻ trong cõi lòng. Đó là cái ý nghĩa của chữ cam lồ, phải nào? Còn cái chữ tình thủy là cái gì? Tình ở đây có nghĩa là sao? Yên lặng, vắng lặng, thanh tịnh, trang nghiêm, phải nào? Thủy là dòng nước, tình thủy tức là dòng nước vắng lặng, yên tĩnh, trong sạch, tinh khiết, phải nào? Mà muốn có được cái dòng nước đó thì lấy từ đâu? Lấy từ đâu? Bây giờ nói vậy đó, bây giờ mình lấy cuốc xẻng rồi đào xuống cái chùa Hấp Thủy múc lên. Có không? Không. Mà nó nằm ở đâu? Đố quý vị biết được, thầy khen giỏi. Nằm ở đâu? Nằm trong lòng đất, trật lất à. Nằm ở tại... Ở tại, đúng rồi, trong lòng mình. Đấy là có cái nước tình thủy đó. Tình thủy cũng nơi mình mà không tình thủy cũng nơi mình. Vì sao? Tại vì cái nước đó nó kết tù lại bởi cái chất liệu công năng tu tập. Qua cái pháp hành trì của mình, qua cái công phu niệm Phật, trì trai dự giới, mà nó hiện hữu được cái nước gọi là tình thủy. Chúng ở đâu xa? Nếu như một con người mà chuyên làm cái chuyện sát sanh rồi không giữ giới, thì quý vị thấy ở con người này có được cái tình không? Tâm mà có tình nổi không? Không nó tình nổi. Sao không tình nổi? Lúc 12 giờ người ta ngủ, còn mình thì thập thò. Để làm gì? Thì ăn trộm. Ăn trộm. Mà cái tâm của người ăn trộm sao mà gọi là tình được? Phải không nào? Phải dò trước xét sau, phải không nào? Xem cửa này vào có được không, cửa kia vào có được không, rồi vào trong rồi biết có ai có bắt mình không, có đánh mình không, đủ thứ chuyện, phải không nào? Rồi trộm về được á, may mà trộm được á thì về cũng không an được, lấy của người ta rồi, cái tâm mình có an không? Không, phải lo. Lo cái gì? Sợ. Sợ ai? Sợ công an nó truy bắt truy nã. Phải không nào? Rồi có những cái người là trộm là thoát, đôi khi là chừng 5, 7 năm, 10 năm, mấy chục năm, nhưng mà cuối cùng thì người ta truy nã nó cũng ra, không thoát được. Phải không nào? Cho nên có những người mà quý vị thấy là đăng trên báo đó, trốn không chỉ là ở Việt Nam mà trốn ra ở bên nước ngoài, nhưng mà cuối cùng có thoát được không? Không. Lưới trời lòng lòng mà. Mình gieo cái nhân nào á, thì chắc là sẽ gặp quả đó. Và cái quả thì có thể là đến sớm hoặc là nó đến muộn. Quả đến sớm nó có thể là vào trộm, nó đôi khi là bị bắt liền, bị phạt tù liền, đúng không? Bị đánh đập liền. Còn cái quả chậm á, thì có thể là một thời gian sau đó thì mình cũng bị dính lại và trả cái quả đó bởi nghiệp của mình. Cho nên những cái người mà như vậy thì tâm nó luôn bất an, lo lắng. Tại vì kinh nghiệm bản thân thầy biết rồi. Hồi xưa nhỏ có mấy lần thầy đi ăn trùm xoài người ta, ta biết. Nhỏ là thèm xoài dễ sợ lắm. Lúc mới học lớp 5, lớp 6 á, đi học, đi về á, thấy nhà bên cạnh nó trồng xoài, nó lủng lẳng mà cái xoài, là xoài gì, trái bự bự gọi là cái xoài gì? Xoài cát, trời, nó nước mướn, nó thèm. Mà chiều đi học với nó đói bụng nữa, cho nên chịu đâu thấu. Cuối cùng là quyết định là trèo hàng rào vô hái xoài ăn. Cuối cùng, hôm đó xui xẻo sao bị bắt được. Trời ơi, te tua sơ mướp luôn. Quý vị thấy không? Không ăn nổi, tưởng là ăn có trái xoài là ăn, là đỡ thèm. Cuối cùng đỡ thèm đâu nó thấy mà thân thể te tua. Cho nên quý vị thấy là không ăn nổi. Thì bây giờ đi tu rồi á, mình nghiệm lại lời Phật dạy á, thấy nó đúng 100%. Cho nên thôi bây giờ thấy xoài ai? Ngoài đó thì ít xoài, nhưng mà thanh long ai? Bình thường nhiều thanh long mà cũng dám trèo rào mà qua hái. Bây giờ muốn chăng là phải qua tận nơi xin, cho thì hái, mà không cho thì
ai nó cũng hái đó, không dám cũng hái, không cho thì đi về. Nhưng mà ngộ cái là bây giờ đi tu rồi cũng không cần có hái, mà tự nhiên có người đem tới mình ăn mới ghê chứ. Ngộ vậy ha. Vì sao là nhờ cái gì? À, thấy không? Quý vị có muốn vậy không? Muốn không? Thì lo tu đi thì có gì đâu. Đó nè, đúng không? Lo tu. À, giống như trưa này không muốn ăn, nhưng mà có tới tu là tự nhiên là có ăn. Chứ bây giờ ngồi ở nhà chẳng lẽ sư bắp thủy đem dâng cơm tới cho mình ăn à? Đó nè, có tu tự nhiên là có ăn. Đó nè, thì mình cũng vậy. Thầy nghĩ là chắc là mình bây giờ đi tu rồi á, cho nên người ta thương. Đó nè, cho nên khỏi cần trèo rào, mà tự nhiên là có thanh long nè, rồi xoài nè, rồi bưởi nè, rồi cam nè, rồi thôi đừng kể nữa, kể nhiều thèm, đang đói bụng mà. Nói chung là đủ loài. Mà thầy người đó có gì biết là thầy ởn có mình à, cho nên ăn đâu hết. Cuối cùng làm gì? Cho ai? Ở cho Phật tử ai ăn? À, cho nên hôm nào mà quý vị ra ngoài đó thì chi cũng biết cho thanh long là có rồi này. À, muốn là thầy có thanh long đó, à, nhiều lắm. À, bên nhà bên cạnh trong, à, thịt là đem qua thôi nha. À, ngoài đó là ở đâu cũng có thanh long. Đó nè. À, thầy kinh nghiệm là vậy. Mà không chỉ là ăn trộm đâu mà những cái thứ khác cũng vậy. Vâng nè. Có người thì không có cái chứng ăn trộm, nhưng mà mắc vào cái chứng khác làm cho tâm mình cũng rất là bất an. Vâng nè. Chẳng hạn như là có người giữ được cái giới trộm, nhưng mà phàm vào cái thích cái giới gì? Giới sát. Vâng nè. Hoặc là cái giới nó dối, khiến ra tâm mình cũng rất là bất an. Cái chuyện mình không có mà tự nhiên đem qua bà kia nói có, rồi bắt đầu mình ngồi đó mình phầm phọc lo sợ. Và bữa nó điều tra ra không biết thì tính làm sao. Hắn là sao cũng nói thật trước đi cho nó khỏe. Nhưng mà thích cái bệnh mình là thích nói vậy à. Cuối cùng nói rồi ở nhà lo. Hắn là hey. À, rồi có người khác là có cái tính háo sát, rồi thích là đi giết hài. Hắn là giết hài và làm đó một cái thú vui. Có người như vậy. Có người thì nói là thích đến chùa tu tập và lấy đó làm niềm vui. Niềm vui đó có đích thực, có chính xác không? Có đáng có không? Có. Nhưng mà có người thì tìm cái niềm vui khác. Đó là thích đi lấy nỏ, lấy cung vào rừng bắn chim. Lấy đó làm niềm vui. Cái niềm vui đó có thích đáng không? Có nên có không? Thú thật hồi xưa đây có ai đi bắn chim chưa? Tưởng phụ nữ bắn chim thì còn gì nói nữa. À, cái này để mấy ông nha. Nhưng xưa là thường cái giới này thì mấy ông là mắc phải nhiều nhất. À, đàn ông mắc phải nhiều nhất. Cho nên thấy là những cái vụ án mạng mà xảy ra thì cái tội phạm chủ mưu trong đó là do ai gây án? Người đàn ông hay là phụ nữ? Nhưng mà thỉnh thoảng có nữ nha. Không phải ông không đâu. Thỉnh thoảng thôi. Chứ đa phần là người nam. Đó, tại vì cái tính khí của người nam á, sao? Hùng hăng, háo chiến. Đúng không? Chúng ta thấy là ra trận á, đánh giặc, rồi nhập quân ngũ thì tuyển ai? Tuyển nam không à? Mà nếu có tuyển nữ thì nữ làm gì? À, đúng rồi, nấu cơm. Xuống bếp nấu cơm cho mấy ông ăn, đánh giặc ra trận. Hồi xưa cũng vậy, thì phụ nữ thời xưa thì cũng ra trận đánh giặc á, thì cũng làm cái công việc gọi là hầu phương, hầu cần. Vâng nè, em anh gì? Tự nhiên tôi nhắc cái từ này thầy. Anh tiền tuyến còn em hầu phương. Đó, anh là đó đánh giặc, còn em là lo ở nhà, là bếp núc. Vâng nè, ai có công cả. Vâng nè, tại tính khí của đàn ông như vậy. Vâng nè, và cái người nào mà mắc vào cái nghiệp này nó càng lớn á, thì tâm người đó nó càng chao đao, nó khổ. Phải nào? Không khổ hiện tại mà nó dây dưa khổ về cái quá khứ. Phải nào? Và thường mà tâm mình càng dao động, có cái tính khí này càng nhiều á, thì mình phàm tội nó càng lớn. Ê, cách đây không lâu có một cái vụ án màng xảy ra ở Vũng Tàu, mà cái tội phạm này gây ra cũng ghê gớm lắm. Thì hai đứa này nó yêu nhau cái gì, nhưng yêu nhau một thời gian không biết sao có chuyện xích mích. Xong rồi
cái ông này, ông người yêu á, thì đến nhà cô này chơi, ở nhà trọ, rủ cái cô người yêu đến nhà cái anh này chơi, rồi ở lại qua đêm, rồi xích mích sau đó, quý vị biết là cái ông này quyết định giết cái người yêu của mình luôn. Mà không phải giết là bình thường, mà giết. Quý vị cái tay ghê không? Xong rồi sao? Bỏ vô cái bao, đem đi. Cuối cùng phi tang, người ta cũng tìm ra được và điều tra ra được. Nhưng khi mà bắt anh này á, thì quý vị biết đâu không? Anh gây ra án xong, rồi anh vẫn đi làm tỉnh queo à. Tối về rồi anh ngủ lại ngay cái chỗ đó luôn. Rồi công an vô là thấy anh đó là chỉ cái việc còng tay thôi. Thì điều tra vì sao mà anh này gây ra cái án này? Là cái lúc mà anh ta trước đó thì mắc vào một cái chứng bệnh. Đó là bệnh gì? Đó là thường hay nghiền cái bệnh là chơi game. Mà cái game gọi là cái game mà game gì? Game bắn giết rồi đó. Bạo lực đó, đúng rồi đó. Cho nên có cái máu giang hồ nó sẵn. Cuối cùng chỉ đùng truyền cái thì cái máu anh hùng nó phát khởi và anh ta hành động như thế luôn. Quý vị thấy không? Nó rất là ghê gớm. Cho nên trong cuộc sống thì nếu mà chúng ta cái người học Phật tu Phật á, thì mình thấy có rất nhiều lời lạc. Và cái lời nhất đó là làm cho tâm mình an, để cái sự mát mẻ trong tâm hồn nó có. Và người nào mà làm cho tâm mình tình nó càng nhiều thì cái sự hạnh phúc nó càng lớn. Cho nên có một cái câu triết lý nói rằng, định nghĩa về chữ hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc nhất trên cuộc đời này là gì? Hạnh phúc nhất trên cuộc đời này đó chính là sự yên tĩnh của tâm hồn. Quý vị thấy có đúng không? Đúng không? Chứ đâu phải gì lớn lao. Và người nào nói đúng á, thì người này chắc là có tu mới nói được cái câu đó. Chứ nếu mà chưa tu bây giờ ra hỏi cái người ngoài, hỏi hạnh phúc là gì, thì người đó sẽ trả lời sao? Cái người mà ham lo tiền lo bạc, hạnh phúc là gì? Hạnh phúc đó là có nhiều nhiều tiền. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là có được xe. Còn ông kia hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là có được nhà lâu. Người ta sẽ ấy vậy ấy, là biết người này chưa tu rồi. Còn bây giờ vô hỏi đạo tràng đây, quý vị nói hạnh phúc là sự yên tĩnh tâm hồn á, thì cái đó là người có tu vẫn là sâu sắc mới nói được như vậy. Và chúng ta nghĩ rất là đúng. Nếu cho rằng những cái thứ này, những người kia nói nhà lầu xe hơi tiền bạc là hạnh phúc, thì chúng ta thấy là có những người nào có được cái đó mà thực sự họ có hạnh phúc không? Có không? Hay là có cái đó mà đêm ngày vẫn khóc sướt mướt, vẫn than ơi khổ quá? Có không? Có tiền nằm trên tiền, nằm trên xe mà khổ không? Có không? Có nhiều lắm. Nó có người nó tu sướng hơn á. Cho nên hôm nay chắc cô này cũng có nhà lầu xe hơi, giờ mới vô chùa tu á. Nhưng mà có người đeo cái đó mà cứ nghĩ rằng đó là hạnh phúc. Thầy nghĩ rằng cái đó rất là đúng. Phật nói không sai. Tại vì cái đó nằm gọi là cái ngoài. Hạnh phúc ở bên ngoài. Còn cái an tịnh tâm hồn là hạnh phúc ở bên bên trong. Mà cái bên ngoài thì người ta có lấy được của mình không? Có thể bị mất trộm không? Có thể người ta mượn người ta không trả không? Rồi có khi nào đi về rồi đột nhập vô lấy hết tiền của mình không? Rồi có khi chiếc xe hơi mẹt xe đét 17 tỷ về đi ra làm cái rầm rầm méo móp hết cái đầu không? Có đầy đủ. Đó nè. Rồi có gì con chồng đầy gia cuối cùng là chồng bỏ phải không? Có không? Có luôn. Nhiều lắm. Giống đây là cái vụ gần nhất là thầy thấy là nó rõ luôn. Rõ luôn, nói cho quý vị biết này. Người này là có đầy đủ, gọi là tài sắc danh thực tùy năm thứ là có đủ. Mà cuối cùng khổ. Người nổi tiếng đó, trong cả người bình thường đó. Cách đây hôm qua thầy mới coi tình cờ xem cái video clip phỏng vấn về cái diễn viên người mẫu là cô Phi Thanh Vân. Vì không biết có biết cái cô này không? Cái này là thầy tình cờ thầy coi nha, chứ không phải là thầy hay theo dõi nó đâu. Thì lâu lâu thì mình cũng coi cái tin tức tình cờ phỏng vấn cô này và mình cũng coi thử, tại vì cái hoàn cảnh này cũng đặc biệt.
có gì hôm nay để lên kể cho vị nghe để làm kinh nghiệm luôn. Tại vì đặc biệt chỗ nào là trước đây cô này cũng rất nổi tiếng, nhưng mà sở dĩ phỏng vấn hôm nay là cô mới nói lời chia tay. Này, có người mới ly dị chồng á. Đấy, thì cái cô này là cũng giàu là có, giàu có, tài cũng có, sắc thì cũng có, tiếng tốt thì cũng có, ăn uống thì cũng có, ngủ nghỉ cũng có. Nói chung là tất cả đều có hết. Nhưng mà cuối cùng thì cái hiện tại cô ta không có, đó là cái gì? Tất cả những cái đó đều có, nhưng thiếu một cái, đó là thiếu cái gì? Đúng rồi, thiếu hạnh phúc trong cõi lòng. Bây giờ cõi lòng đang tơi bời, đang rối, đang khổ đau. Tại vì đang bị gì? Chồng bỏ, người yêu bỏ. Quý vị biết là cái ngày Tết á, là cái ngày vui, cái ngày đoàn viên. Ấy vậy mà ngay từ mùng 2 Tết là hai vợ chồng không ở nổi trong căn nhà. Chồng á, thì phải về quê ở Bình Thuận, còn vợ á, thì ở Sài Gòn. Thì sau khi mà ông đi về, thấy bà ngồi trong căn nhà, thì hai người xảy ra cái mâu thuẫn. Phải không ạ? Rồi đấu đá với nhau, tranh giành hơn thua, lời qua tiếng lại. Cuối cùng xảy ra những cái là không hay. Những cái gì quý nhất trong căn nhà, thì khi mà cái tâm ta bất an nổi lên, sự sân hận nổi lên, thì có đập bỏ tất cả. Quý vị biết là sau đó cô ta rất là đau khổ, rất là tuyệt vọng. Và cuối cùng mà sống trong như vậy, khi mà người ta đến cái cùng cực của khổ đau rồi, thì người ta có chịu nổi không? Không. Thì không chịu nổi thì làm gì? Chia tay đường ai nấy đi. Mới hạnh phúc đó thì bây giờ khổ đau nó đến liền. Hạnh phúc nối liền khổ đau. Phải không? Chứ nếu chi mà xưa hai vợ chồng biết được cái giá trị hạnh phúc đó là nó ảo, còn cái tâm mình trong hạnh phúc đó thực, thì biết mà thực tập tu học thì chắc là không xảy ra những cái cớ sự như thế đâu. Phải không? Cho nên hôm nay chúng ta thấy là có những ca sĩ nổi tiếng, diễn viên điện ảnh nổi tiếng, họ biết đi chùa, họ biết đi tu. Có không? Có thấy ai chưa? Ai vậy? Bạch Tuyết. Đúng rồi, nghệ sĩ Bạch Tuyết. Bạch Tuyết là người mà có thể là khẳng định là có được cái hạnh phúc thực sự. Tại vì Bạch Tuyết hồi xưa quý vị biết là đã từng tâm sự khoe với quý thầy là có ý định xuất gia. Và cái vị thầy đầu tiên mà cô ta theo muốn xuất gia đó là ai, quý vị biết không? Đúng rồi, là Hòa Thượng Trúc Lâm Thanh Từ đấy. Đấy, nhưng mà Hòa Thượng là khuyên, nói con có cái tài như vậy á, thôi thì con để bên ngoài, con cống hiến, rồi con vẫn có thể làm một vị Bồ Tát tại gia tu tập. Thì chính cái lời khuyên đó mà nghệ sĩ Bạch Tuyết không xuất gia. Chứ nếu mà không thì hôm nay chắc là trở thành một sư cô thích nữ Bạch Tuyết rồi. Đúng không ạ? Đó. Thì mặc dù không xuất gia, nhưng mà hôm nay quý vị biết là hàng ngày thì cô ta đều có hành trì, có ngồi thiền, có tụng kinh lễ Phật. Và thường đi các đạo tràng, các chùa để giao lưu Phật Pháp. Cũng giống như là một cái vị giảng sư lên chia sẻ cái đạo lý, cái kinh nghiệm. Cái người có tu á, thì nói cái lời gì ra nó cũng mang chất liệu tu hành. Còn người không có tu á, thì mình có biết đường mình nói không? Không. Cho nói vài lời là tự nhiên văng ra dao búa gì đó không à. Tại vì xưa là mình hay sát sanh, hay trộm cắp mà, cho nên đâu có biết gì mà nói. Còn cái người có tu á, thì chúng ta thấy là đôi khi Phật tử, nhưng mà cũng rất là giỏi. Tại vì họ biết nghiên cứu Phật Pháp tu học á. Cho nên Bạch Tuyết là người một Phật tử tại gia, nhưng mà nói chuyện cũng rất là hay. Có cái tâm đạo rất là lớn. Thì ngoài ra cũng có những vị nổi tiếng khác hơn cả Bạch Tuyết mà vẫn hàng ngày tu học. Những vị đại gia giàu có, nhưng mà họ biết rằng đó chỉ là cái bề ngoài thôi. Cho nên họ cũng hàng ngày thực tập, làm gì thì làm,
nhưng mà không quên tu. Không quên tu cái gì? Giống như là cách đây mấy năm thầy có dịp ra ở miền Bắc đến một cái ngôi chùa để dự lễ. Thì ngôi chùa miền Bắc á, thì gọi là cái chùa làng, tất cả Phật tử đều góp lại để đóng góp. Thì trong đó có một cái Phật tử có công rất là lớn, kiến tạo, xây dựng cái đạo tràng ngôi chùa đó. Tại vì cô này cũng có rất là khả năng về kinh tế và được xem là một trong những vị doanh nhân thành đạt nhất nước. Trên độ giàu có là rất là lớn. Tuy nhiên nghe cô ta tâm sự á, thì mặc dù á, cái công việc của hàng ngày là phải coi ngó rồi điều khiển hàng mấy trăm công nhân ở công ty rồi bốc xếp đủ thứ. Có mấy cái cảng mà ở ngoài Quảng Ninh á. Nhưng mà một cái việc làm không thể quên hàng ngày đối với cô, đó là làm gì thì làm, thì tối đúng 7 giờ là đến chùa để công phu tụng kinh. Quý vị Phật tử ở đây có già giỏi giống vậy không? Có làm gì thì làm đúng mỗi tháng đến chùa Pháp Thủy tu hay không? Có không? Có dám hứa với thầy vậy không? Chắc không à? Rồi nha, vài bữa vô là tháng nào thấy có mặt nha. Rồi ai đồng ý cho tràng pháo tay coi. Đấy. Thì người Phật tử mình phải như vậy mới được, phải giữ cái tâm như thế. Nè, có nghĩa là mình dĩ nhiên là quý thầy không bắt mình đi chùa hoàn toàn. Ngày nào cũng có mặt ở chùa, vẫn là ăn cơm chùa. Mà ngày nào ăn cơm đâu mà chịu cho nổi. Nè, nhưng mà đến cái kỳ tu á, những cái Phật sự á, thì chúng ta đừng quên. Thì có những người á, đôi khi ham lo kiếm tiền quá mà mình quên mất cái bổn phận của người Phật tử. Và mình cứ chạy theo cái ngọn mà quên cái gốc. Tu là mình vun bồi cái gốc, còn cái mà làm bên ngoài á chỉ là cái ngọn. Vâng nè, thì cái gốc và cái ngọn, cái nào nuôi cái nào. Cái ngọn nuôi cái gốc là gốc nuôi ngọn. À, gốc nó mới nuôi ngọn. Tại vì sao? Khi mình có cái sự tu tập an lạc, tâm mình vững, mình định, vâng nè, trí mình sáng, mình có cái sự bình an trong cõi lòng, thì mình làm cái chuyện gì á, nó có dễ dàng sự thành công không? Không. À, có, phải không nào? Còn tâm mình bất an á, chao đảo á, thì làm cái gì nó cũng khó thành. Phải không nào? Cho nên đầu năm đến chùa lễ Phật, thì điều đầu tiên chúng ta cầu nguyện Phật gia hộ cho mình, đó là cầu cho con năm này được cái gì? Thân tâm an lạc. Cái chữ an là cái điều quan trọng. Phải không nào? Tâm mình an, vàng sự an. Tâm bất an, thì vàng sự có thể khó thành. À, cho nên chữ an là rất quan trọng. Thầy may mắn đây cũng là tên có cái chữ an. Nhưng đố có gì thầy có an không? Có an không? Cũng có mà cũng không. Hả nào? Lúc nào mình tu là lúc đó có an. Mà lúc nào mình lơ tu là lúc đó tâm mình sẽ bị dao động, sẽ bất an. Hả nào? Cho nên mình tu thì giống như là mình chứa nước hàng ngày vào cái bình của mình. Bình đây là cái bình cam lồ. Mỗi người đều có một cái bình, và hàng ngày thì mình có thể đổ nước vào đó. Và trong cái nước đó thì hàng ngày có thể là mình đổ vào hai loại nước. Thứ nhất đó là nước tình thủy, và thứ hai đó là nước bất tình thủy. Nước tình thủy là gì? Đó là cái công năng của tu tập mình hàng ngày có được, thì nó sẽ chứa vào trong cái bình đó. Còn cái người không tu, hàng ngày họ làm ác, tạo những cái điều bất thiện, thì họ đổ vào cái bình trong đó, là bình gọi là bất tình thủy. Cái nước mà chứa đựng những cái phiền nào, cái khổ đau, cái sầu muộn trong đó. Thì hai cái nước này quý vị thấy có gì khác không? Khác. Cái người mà chứa vào trong mình đầy cái độc tham sân si, thì khi mà họ nói ra cái lời nào á, thì mình thấy nó, thấy có nó dễ thương không? Có không? Không. Mà dễ gì? À, đúng rồi, dễ ghét. À, còn cái người mà có tu tập vắng nà, rồi đến chùa có cái sự an lạc mát mẹ giải thoát trong cõi lòng, thì khi nói cái lời ra nó dễ ghét hay dễ thương? Hả? Thương. Hồi sáng giờ quý vị nghe thầy nói dễ thương hay là dễ ghét? Hả?
ai dễ thương đâu. Rồi, có người dám thầm thầm lắm, dễ ghét. Chắc là cũng có được chất liệu dễ thương. Tại vì sao? Khi tâm mình muốn mang cái sự yêu thương đến cho người khác thì chắc chắn cái đó sẽ trở thành dễ thương. Đó nè, khi cái tâm mình muốn đem cái sự phiền muộn khổ đau cho người khác thì cái đó sẽ trở thành cái sự dễ ghét. Mà đôi khi mình muốn á, thì nó cũng không có được, mà phải tu tập hàng ngày chứa chất những cái đó thì nó mới có trong cái cõi lòng. Đó nè, giống như thầy ở ngoài đó vào đây tuy là xa xôi nhưng mà trong lòng á, thì đều cảm thấy rất là hoan hỷ. Phải không ạ? Cho nên trên đường đi dù có cái gì nào trong hoan hỷ, tại vì cái ước muốn duy nhất thầy đến đây là gì? Là mang sự an lạc, hạnh phúc mát mẻ cho quý vị. Cho nên không mang theo tất cả gì gọi là tham sân si. Dù ở trên xe nó có cái gì chăng nữa, quý vị biết là sáng đi đã khuya rồi, nhưng lên xe ngồi cái chỗ ông thầy ngồi, nó dành cái chỗ độc nhất vô nhì đó là cho ngồi ghế xúc, dễ sùng không? Còn tất cả nó là ngồi cho ngồi ghế sang trọng hết à, ghế VIP gần tròn thầy lên ngồi ghế xúc chơi vậy á. Trời, mình lên mình nói, ngồi đâu con, dạ chỗ này thầy ngồi ghế xúc giùm. Trời ơi, cái đó quá thật, không su không tu là sang tay áo lên liền mà. Đó nè, ở ngoài là sang tay áo liền á, nhưng mà thôi thầy cũng mỉm cười. Rồi lên người ta trả tiền xe bao nhiêu thầy cũng gửi bấy nhiêu. Đó nè, bình thản không nói lời nào. Đó nè, vì sao? Mình nghĩ thôi là đây là một cái đôi khi nghịch cảnh thử thách. Đó nè, nhưng mà nếu mà người nào mà có tu thì đó là một cái bài học cho quý vị. Bài học cho quý vị. Đôi khi nó muốn có một cái chút đồng tiền, phải không nào, lời lộc, phải không nào, nhưng mà thiếu cái sự kính trọng với một cái vị tăng, đó là một cái lỗi rất lớn. Nhưng mà mình đã đối xử lại với nó một cái thái độ rất là bình thản, rất là an nhiên, rất là hoan hỷ, mà không có cái gì gọi là phản đối hơn cả. Phải không nào? Cho nên quý vị đây không biết là có người nào đi qua bên Thái Lan chưa? Có chưa? Có rồi, qua bên đó quý vị thấy có cái gì khác Việt Nam không? Khác cái gì ạ? Chùa khác. Thầy có khác không? Cũng có khác khác. Tại bên đó đa phần xưa bên đó là mặc áo gì? Áo vàng, có hở cái vai này nè, là Nam Tông. Còn thầy này có hở vai không? Không, cái này là kín hoàn toàn nha. Còn sư bên kia là sư Nam Tông bên đó. Tuy nhiên nếu để ý là quý vị thấy có một cái sự khác hơn nữa, đó là có cái sự rạch ròi dành cho người Phật tử và người xuất gì? Xuất gia. Sư là có cái chỗ ưu tiên dành cho sư. Đó nè, giống lên xe thì có cái chỗ đặc biệt dành cho sư. Chỗ nào cao quý nhất là dành cho sư ngồi. Đấy, chứ không có cái dù mà Phật tử rồi mình ngồi ghế ấy rồi lên rồi, cuối cùng dành cho ông thầy là cái ghế xúc ngồi đâu không có. Ở Việt Nam mình thì ai lên trước được trước, ai lên sau được sau. Đó là không có tính là thầy bà gì cả. Những cái đó là không được. Mà nếu mà mình là Phật tử mà cái chủ xe đó là cài không đi, nên ưu tiên cái gì cái là phải thầy là phải ngồi trước ngồi trên. Cho nên đi tổ chức ở các chùa cho các thầy đi á, thì quý vị thấy là cái chỗ mà trước nhất là dành cho ai? Thầy. Tại vì thầy là cái người đầu tiên để hướng dẫn tâm linh mình mà. Sao mà cái ngồi sao được? Mà có chăng thì đôi khi là mình cũng dám cho, tại cái đó không đúng lễ. Phải nè, trừ trường hợp đặc biệt là thầy muốn ngồi sao. Còn đấy là cái chỗ đó là mình luôn luôn trân trọng. Đấy. Thì cho nên trong cuộc sống của chúng ta là thấy là đôi khi mình vùng tu thì mình sẽ có cái sự hành xử nó sai, nó khác, đối xử nó khác. Còn cái người mà có tu thì thấy nó hành xử nó rất chuẩn mực, rất là đúng. Cho nên khi mình đi đến đâu thì chắc chắn mình sẽ mang được cái sự an lạc, hạnh phúc đến ở đó. Còn cái người mà không tu rồi cái người mà mắc nhiều cái sai lầm, phải không nào? Thì chúng ta thấy là đi đến đâu người ta đôi khi sợ đến đó, sợ đến đó. Giống như chúng ta thấy là
một cái tên tội phạm, tội phạm bị lệnh truy nã, phải không? Mà khi chúng ta thấy là thấy nó xuất hiện thì mình có sợ không? Sợ không? Sợ, sợ gì? Sợ nó ăn cắp, phải không nào? Rồi sợ nó gây cái sự bất an, phải không nào? Còn ví dụ một cái vị thầy xuất hiện thì mình có an tâm không? Mình có sợ không? Không có gì sợ hết. Tại vì ở vị đó là nếu tu hành chân chính thì thầy rất là hiền. Cho nên có cái câu là nhất tăng đáo, nhất Phật lai. Phật đến nhà, thầy đến nhà, tăng đến nhà, giống như là Phật, Phật tới nhà. Tại vì chư tăng là con ai? Con Phật. Mà chúng ta thấy là cuộc đời của Đức Phật có tuyệt vời không? Ngài có từ bi không? Ngài có thương yêu chúng sanh không? Có. Đi đến đâu thầy thì Ngài cũng gieo rắc yêu thương ngay cái cả người thương mình và ngay cả người người ghét mình. Có ai ghét Phật không? Có ai mắng chửi Phật không? Sao không có được? Có không? Có nha. Chứ đừng có nghĩ Phật ngày nào mình lại lục rồi ai cũng họ cũng lại lại đâu. Phải nè. Có người nào mà người ta thì đi lạy Phật còn mình thì lấy búa tạ để đập tượng Phật không? Có đó. Tại vì họ không hiểu gì Phật pháp, không tu thì họ đâu có biết gì Phật thánh đâu. Cho nên có thỉnh thoảng là chúng ta thấy là có cái chuyện này chuyện kia nó xảy ra, giống bên cái nước bên Hồi giáo đó, phải không? Cũng có những cái vụ mà có là ấy phá hủy tượng Phật. Thì những người đó thì họ chưa biết về Phật pháp, họ chưa biết tu. Nhưng mà đối với những người như vậy, mình thương họ hay là ghét họ? Thương càng nhiều càng tốt. Hồi xưa Phật cũng có những người như quý vậy đó, chẳng phải không có đâu. Có những người gặp Phật thì họ quỳ xuống ở lại sát đất. Nhưng mà có những người gặp Phật thì họ lăng mà, họ chê bai. Nói ăn rồi không lo đi cuốc đi cày, mà ăn rồi đi xin của người ta ăn không à. Bộ ai có của mà cho ông hoài. Đó nè. Tại vì hằng ngày mà Phật phải cầm cái bình bát để đi khất thực, gieo duyên với chúng sanh, gọi là đi xin ăn đó. Nhưng mà họ chưa hiểu đạo á, thì họ nghĩ là người ta có ăn, có mặc là phải đi làm. Còn Phật tự nhiên không ăn không làm mà đi xin. Thì quý vị thấy họ nói như vậy có đúng không? Sai hoàn toàn. Mặc dù Phật không làm, nhưng mà hành động đó của Đức Phật là Ngài đang làm. Và cái việc làm của Ngài đó là làm gì? Làm cho ai? Làm không chỉ cho bản thân Ngài mà làm cho tất cả chúng sanh. Đi như vậy không phải là đi xin ăn, mà đi gieo duyên cho chúng sanh. Một bình bát mà chúng ta bỏ cái thức ăn vào đó thì gọi là bát công đức. Thế nào? Cho nên chúng ta thường thỉnh thoảng cũng có đi dự các cái lễ gọi là khất thực của các chùa tổ chức đó, rồi các thầy ôm bình bát, rồi quý Phật tử đi gieo duyên đó. Một khi mà chúng ta gieo duyên vào đó gọi là gieo vào cái ruộng phước điền, chẳng phải là ngẫu nhiên mà Phật đi như vậy đâu. Và thường mà khi mà Phật nhận sống á, thì Ngài có cho một cái bài pháp ngắn và những cái lời chúc lành đối với người đó. Và cái người nào mà có cơ hội gặp Phật á, cúng dường, thì đó là một cái phước đức rất là to lớn. Nhưng mà cũng có những người họ chưa hiểu cái đó, họ lăng mà, họ chê bai, nhưng Phật vẫn mỉm cười. Phật là không có cái tâm gì gọi là hiềm khích hay là ghét bỏ những người đó hết. Thì trong cuộc sống đôi khi thầy đây cũng bị như vậy, giống cái vụ ngồi xe xúc á, ghế xúc á. Nhưng mà tự nhiên thầy nghĩ lại Phật liền. Xưa Phật cũng đã có những cái vố giống vậy đâu phải thua mình gì đâu. Phật nè. Cho nên bây giờ thầy vẫn yên lặng, vẫn hoan hỷ, không mang cái đó vào đây. Cho nên xong cái đó thì bỏ liền, phải không? Để cái tâm mình nó bình an, nó hoan hỷ. Chứ nếu mình mang đó theo á, thì có thể là mình gặp ai mình cũng sân hận giận dữ. Cho nên chúng ta thấy là cái này rất rõ trong cuộc sống. Có những người họ thiếu cái này, cho nên họ cứ mang cái đó trong lòng. Cho nên đùng chuyện thì họ đùng đùng nổi giận lên. Đúng không? Tại vì sao? Tại vì họ trong lòng chưa giải tỏa được cái khổ đau đó đó. Đúng không? Cho nên có thể là gặp chồng thì mình có thể là la chồng, gặp con mình sung sung với con. Tại vì sao? Tại vì trong lòng mình đang có một cái chuyện bực gì đó chưa giải tỏa. Chứ nếu biết tu mình quán chiếu thì mình xả thì nó rất là mau.
Cho nên trong nhà Phật có cái phép gọi là buông gì? Buông xả. Xả đi là cái tâm nó nhẹ. Thì đến đây sáng giờ quý vị đã chịu xả chưa? Những khổ đau phiền buồn có xả chưa? Xả không? Xả được, quý vị thấy có nó nhẹ nhẹ nhàng không? Ở nhà cho người nào mà mang là nó nặng lắm. Nhưng mà xả rồi tôi về nhà là có mang vô lại không? Hay là xả tiếp? À, có nghĩa là mình tu buông xả ở chùa thì về nhà mình tiếp tục buông xả. Vâng nè, không phải là chỉ tu ở chùa đâu, mà phải lấy cái chất liệu tu ở chùa mang về ở nhà. Vâng nè, thì mỗi ngày mình đều rót vào trong cái bình của mình cái chất liệu ở đó, rót ở chùa rồi rót ở nhà, từ từ cái bình của mình nó sẽ đầy lên cái chất liệu đó, mát mẻ đó. Mà mình có cái chất liệu đó thì chắc chắn thân tâm mình rất là an lạc, rất là tự tại. Và cái người nào mà có được cái này á, thì nó không chỉ là có lợi cho mình ngay bây giờ, mà có thể là chuyển hóa được cái nghiệp lỗi lầm vùng dài của mình trong quá khứ. Thì cái nước nó có thể là chuyển hóa những cái lầm lỗi, cái phiền muộn của mình. Mà trong mỗi Phật tử chúng ta thì quý vị nghĩ là có người nào mà không phạm vào những cái lầm lỗi hay không? Còn có người nào mà hoàn hảo 100% hay không? Không khéo là ở đây là có những người xưa kia là cũng là dữ dằn lắm nghe. Anh chị khét tiếng nghe. Quận 8, quận 6, quận 4 là cũng nổi tiếng lắm à. À, không phải đâu, cho nên hôm nay gác kiếm giang hồ vô chùa Pháp Thủy tu à. Hả nè, có không? Ờ, có không? Ai thú thật đi, đứng dậy ta nhìn mặt quay. Ờ, không có à. À, có, thôi, rồi im lặng đi ha. Không dám nhận thôi, thầy không bắt đâu. Thì có, thì khi mà có những cái lầm lỗi mình gây ra, mình có cảm thấy hổ thẹn trong lòng mình không? Mình có cảm thấy dai dứt trong lòng không? Hay là mình đã từng gây ra một cái vụ án gì đó, giật hùi, cướp hùi, đúng không? Hay là làm cho người ta phải tức tưởi và thậm chí người ta chết vì mình, thì mình có dây dứt trong lòng không? Mình có khổ đau về cái chuyện đó không? Có. Thì theo cái gì để mà chuyển dứt được cái nghiệp hồi xưa của mình gây ra, thì có cái pháp gì để giúp mình trừ được những cái lầm lỗi, những mối oan khiên đó hay không? Có không? Có. Cái pháp đó là gì? À, pháp tu, pháp sám hối. Và lấy cái gì để gột trừ những cái tội cấu đó? Đó chính là nước tình thủy cam lồ. Cho nên khi mà chúng ta có người thân bệnh rồi có mắc vào những cái tai ương chướng nạn gì, chúng ta thường sám hối cho người đó bằng cách là tùng một cái bộ kinh. Mà không biết Phật tử đây đã tùng hay chưa? Quý vị có biết cái bộ kinh đó không? Có cái tựa đề giống như chủ đề thầy giảng đó. Kinh gì? Đó, kinh Từ Bi Thủy Sám. Từ Bi Thủy là gì? Nước. Có nghĩa là lấy cái lòng từ bi, cái nước từ bi để có thể là sám hối ăn năn gột trừ tất cả những cái lầm lỗi oan khiên của mình. Cái nước này nó có cái công năng như vậy đó. Hả nà? Nước này vốn sẵn 8 công đức, rửa đi trần cấu của muôn loài, đưa vào cõi nhiệm màu hoa tàn, chúng sanh siêu thoát không riêng ai. Nước không rửa nước, pháp thân nhiệm bùi không vương bùi, từ tâm khai đàn tràng rưới lên đã thanh tịnh, cây héo biến thành cây tốt tươi, cõi uế hóa ra làm cõi tình, mọi loài mát mẻ sống an vui. Người thấy có bao nhiêu không? À, cho nên phải tùng cái kinh này. Tuy nhiên tùng thì chúng ta phải hiểu vì sao mà có cái bộ kinh này và ai là người ghi chép biên soạn ra kinh này để hôm nay cho mình tùng. Thì có một cái tích truyền cũng rất là ly kỳ, hấp dẫn, một cái mối oan khiên về cái đường nghiệp báo mà liên hệ đến một cái vị tăng.
Đó là vào thời Đường, có một vị quốc sư rất là nổi tiếng tên là Ngộ Đạt. À, quốc sư Ngộ Đạt. Thì ông là một vị pháp sư rất là nổi tiếng, tiếng tăm lừng lẫy. Thì một hôm nọ, trên đường Vân Du Hóa Đạo, thì Ngộ Đạt quốc sư mới ghé vào thăm ở một cái ngôi chùa. Thì trong ngôi chùa này, quý Phật tử biết là có một cái vị thầy, vị tăng đang mắc vào cái bệnh. Không biết mắc vào cái bệnh gì mà lẻ, dễ gốc nó nổi khắp mình à. Cho nên ai cũng xa lánh, không dám gần gũi để chăm sóc cái vị thầy này cả. Thì khi thấy như thế, Ngộ Đạt quốc sư rất là thương, cho nên tận tình chăm sóc. Sáng ra thì ông nấu nước ấm, lấy khăn để chăm sóc cái vị sư này. Cho nên vị thầy rất là biết ơn Ngộ Đạt quốc sư. Thì sau một thời gian nhờ cái sự tận tình chăm sóc đó, vị thầy được thuyên giảm và Ngộ Đạt quốc sư từ già lên đường để tiếp tục Vân Du Hóa Đạo. Thì trước lúc chia tay, vị thầy đó mới bảo quốc sư Ngộ Đạt rằng: "Hôm nay thầy chăm sóc cho tôi biết ơn thầy rất nhiều. Trước lúc chia tay, tôi dặn thầy một điều." Thầy dặn cái gì? Đó là sau này nếu mà có chuyện gì không hay thì thầy cứ tìm đến ngọn núi, ở đó có hai cây tùng, tôi đang chờ thầy đó, tôi sẽ giúp thầy. Thì nói xong thì Ngộ Đạt giả từ ra đi và nhớ cái lời dặn đó trong lòng. Thì sau đó ông tiếp tục đi thuyết pháp, giảng đạo khắp nơi và tiếng tăm ngày càng lừng lẫy. Và một hôm thì đến được tai vua Vô Đường Trần Ý Tôn. Cuối cùng vua đã mời Ngộ Đạt quốc sư vào trong triều, phong lên cái chức đó là quốc sư, tức là vị thầy cho cả một đất nước. Tiếng tăm ngày càng lừng lẫy. Nhưng không hiểu sao, từ cái ngày mà có những cái địa vị danh vọng cao tột như vậy, tiếng tăm lớn lao như vậy, thì ông cũng mắc vào một chứng bệnh rất lạ. Đó là có một cái mục ghẻ nó mọc ở cái chân của ông. Mà cái mục này nó rất lạ quá vị. Đó là nhìn vào nó giống như là cái mặt người. Nó cũng có mắt, hai mắt, nó cũng có lỗ mũi, nó cũng có cái miệng. Và điều đặc biệt hơn là mỗi lần ăn thì nó cũng ngả miệng nó đòi ăn. Và đút cơm vào thì nó cũng ăn. Người hay là gì trời? Mà mỗi lần á, nó ăn, nó uống thì vì quốc sư Ngộ Đạt này đau nhức không kể xiết. Thì Đức Vua mới cho các ngự y về trong uống ngoại xoa, chữa trị khắp nơi. Nhưng mà căn bệnh đó nó cũng không lành. Vậy cái bệnh đó là bệnh gì? Cái bệnh gì mà khó chữa như vậy? Cuối cùng không chữa được nữa. Thì vì Ngộ Đạt quốc sư sau một đêm trằn trọc mới nhớ lại được một cái lời dặn của vị thầy năm xưa. Đó là ai? Đó chính là vị thầy năm xưa mình đã ân cần chữa bệnh. Đó là sau này có việc gì thì hãy tìm đến ngọn núi Trà Lũng, ở đó sư ta đang chờ. Thì sau đó Ngộ Đạt quốc sư quyết định đó là giả từ hoàng cung tất cả những gì có được trong tay, giàu sang địa vị tôn quý không màng nữa, mà lên đường tìm vị thầy để mong chữa trị cái bệnh mình mắc phải. Thì từ sáng sớm cho đến chiều tối, cuối cùng thì Ngộ Đạt quốc sư cũng tìm đến được cái ngọn núi vào lúc là trời chập choạng tối. Thì nhìn lên ở trên ngọn núi thì có một cái tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, và hai bên thì có hai cái tùng sừng sững, và thấy vị sư đang chống gậy trúc đứng chờ đó. Ngộ Đạt quốc sư mừng quá, liền tiến lại gần, thì thấy vị sư ân cần bước xuống, niềm nở mở lời thăm hỏi. Thấy vị sư ra đón chào mình, Ngộ Đạt cảm động, lại sụp xuống, hai dòng lệ tuôn trào. Vị sư hỏi: "Có chuyện gì
mà thầy xúc động quá như thế? Thì Ngộ Đạt Quốc Sư mới bùi ngùi kể lại cái căn bệnh mà bấy lâu mình mắc phải. Đó là cái mục ghẻ mặt người nó mọc trên chân. Nghe thế thì vị sư ta mới mỉm cười trả lời rằng: thôi, tưởng cái chuyện gì, chuyện này thầy cứ an tâm. Thầy cứ vào trong chùa nghỉ ngơi. Sáng ra thầy xuống dưới núi, có một cái dòng suối, thầy dốc nước lên, thầy rửa thì bệnh tật sẽ lành mà thôi. Ủa vậy hả thầy? Thì nghe vị sư nói như vậy, Ngô Đạt rất là mừng rỡ trong lòng. Và tối đó vào nằm thì cũng không tài nào mà chợp mắt mà ngủ được, tại vì hồi hộp đợi chờ để sáng dậy là sao, để vốc nước mà rửa, để mong muốn biết là nó như thế nào. Thì trời vừa hừng sáng thì Ngô Đạt Quốc Sư mới lần xuống núi, đến bên khe suối và bốc nước, chuẩn bị vốc nước lên để rửa. Nhưng khi vừa vốc nước lên thì nghe một tiếng nói cất lên từ cái mục ghẻ: khoan rửa đã. Ai nói vậy? Khoan rửa đã, ngươi là một vị Ngộ Đạt Quốc Sư tiếng tâm lừng lẫy, thông thấu cổ kim xưa nay. Thế ông đã đọc cái chuyện Viên Án và Triệu Thoa chưa? Tôi có đọc. Ông có biết Viên Án là ai, Triệu Thố là ai hay không? Là ai? Viên Án chính là ta, Viên Án chính là ông, Triệu Thố chính là tôi. Tôi nói lộn. Mà có cái chuyện gì vậy? Ông có biết xưa kia ông là Viên Án, từng tâu sàm với vua, cho nên Đức Vua đã ra lệnh để giết oan tôi một cách tức tưởi ở chợ phía đông, bao nhiêu người gièm pha, để tôi chết một cái cách ức tưởi như vậy. 10 năm trôi qua, nỗi oan hận đó tôi cứ theo ông mãi để tìm cách báo thù. Nhưng 10 năm qua, ông là một vị pháp sư giới luật tinh nghiêm, tiếng tâm lừng lẫy, tôi không có cơ hội để báo thù. Hôm nay do ông cũng hưởng nhiều cái sự sủng ái của Đức Vua, cho nên cái công đức nó bị khuyết giảm, tôi mới có cơ hội để trả lại mối thù năm xưa. Nhưng mà cũng may mắn thay, tôi đã gặp được Tôn giả Ca Na Ca, vị Bồ Tát hóa thân làm tăng mà ông đã chữa bệnh và tiếp ông chiều hôm qua, đã lấy nước Cam Lộ Tình Thủy để rửa sạch cái nỗi khổ oan khiên bấy lâu nay. Cho nên coi như từ đây về sau, mối ân oán giữa tôi và ông coi như kết thúc. Thôi bây giờ ông dốc nước lên rửa đi, rửa đi. Thì nghe đó, Ngô Đạt Quốc giật mình, lấy tay vốc nước lên phả vào cái mục ghẻ, thì đau nhức tim gan, ông la lên một tiếng bất tỉnh. Thì khi vừa choàng tỉnh dậy thì lạ thay, cái mục ghẻ ở trên đầu gối không còn nữa, nó lành lặn lại như xưa. Và nhìn lên ngôi lâu đài nguy nga tráng lệ cũng không thấy đâu nữa, thấy cái vị sư già cũng không còn, mà chỉ còn lại hai cây tùng trơ đứng đó. Cho nên Ngộ Đạt Quốc Sư thấy đây là một cái điềm linh nhiều vô cùng đối với cuộc đời của mình, và biết rằng vị sư đó là Bồ Tát hóa thân để cứu rỗi cuộc đời của mình và chuyển được cái nghiệp oan khiên nhiều đời nhiều kiếp của mình. Cho nên từ đó về sau, Ngộ Đạt Quốc Sư nguyện trở lại ngọn núi đó tu hành và biên ra bộ kinh có tựa đề là Từ Bi Thủy Sám để sám hối an năng hôm nay Phật tử trì tụng. Quý vị thấy có màu nhiều không? Hôm nay tùng cái kinh này thì đã biết được cái nguyên gốc chưa? Thấy là cái công đó là do vì Quốc Sư Ngộ Đạt. Và điều mà chúng ta cần thấy hơn là thấy trong này là có một cái chuỗi oan khiên nghiệp báo. Phải không nào? Nó không chỉ một đời mà nó nhiều đời, nhiều kiếp, nó dây dưa với nhau. Phải không nào? Cho nên chúng ta hôm nay cũng có những người mắc vào những cái bệnh gọi là mình không biết nó như thế nào. Đôi khi mình chữa không lành, bác sĩ chê. Người thì hay đau lưng, người thì đau nhức, người thì bị ung thư, đủ cái thứ bệnh.
nhưng không biết rằng tất cả đều do cái gì? Là do cái nghiệp của mỗi người. Sở dĩ mà có người mạnh khỏe, rồi dồi dào có thể đi đây đi đó, cũng là do cái nghiệp lành của ta. Còn những người mà mắc cái bệnh, đi lại khó khăn, những cái chứng tái ương hoàn nàn, thì đều do cái nghiệp cấu thành. Thì bây giờ muốn chuyển được cái nghiệp như vậy, cần phải gì? Cần phải tu, cần phải sám hối, và cần phải cái lấy nước từ bi tam muội này để rửa sạch cái tội cấu của mình. Và cái nước này là có công năng rất là màu nhiệm. Đúng không? Cho nên chúng ta thấy là đôi khi mình không tu thì mình không hiểu được cái gì cả. Đúng không? Mình không biết là do sao mà bệnh, rồi mình oán trời, mình trách đất. Nhưng tất cả đều có cái nguyên nhân. Cho nên chúng ta thấy là Ngộ Đạt Quốc Sư trong này là một cái vị là gọi là cao tăng, tiếng tăm lừng lẫy, nhưng mà cũng phải mắc gì? Mắc nghiệp. Cái nghiệp đó là bị cái bệnh rất là khổ. Đúng không? Và cuối cùng thì ông cũng đã chuyển được cái nghiệp của mình nhờ cái gì? Nhờ cái nước từ bi tam muội. Phải không? Cái nước đó là nước chứa đựng cái công đức, năng lượng của thương yêu, của từ bi, của trí tuệ, thì mới hóa giải được cái hận thù. Cho nên mới có cái câu là hận thù không thể dập tắt được. Hận thù mà chỉ có cái gì dập tắt được hận thù? Chỉ có lòng từ bi mới dập tắt được hận thù mà thôi. Cho nên 10 kiếp trải qua thì hai bên đều có cái hận thù. Tuy Ngộ Đạt Quốc Sư không hận, nhưng bên kia người ta hận. Tại vì xưa ông đã tạo ra một cái mối ân oán mà mình gieo ra cái khổ cho người ta mà. Thì mình thường á, mình tạo ai khổ thì đôi khi mình dễ quên cho người đó mà mắc vào cái khổ mà mình làm cho họ, thì họ nhớ. Và đôi người là họ sống để già, chết gì? Mang theo. Và cái ông này quả thật, ông mang không chỉ một kiếp mà ông mang 10 kiếp. Thù dễ sợ không? Cuối cùng cái kiếp thứ 10 mới trả được à? Trả được cái mối thù. Và là nhờ vào đâu mà ông trả được? À, nhờ vào cái nước từ bi của tôn giả Ca Na Ca. Vì cái phương pháp đó. Đúng không? Cho nên trong những cái khóa lễ thuyết linh, rồi có những thỉnh thoảng là có bị ma nhập, vong nhập. Không biết quý vị đã thấy những trường hợp này chưa? Có không? Có người âm đi theo. Thì vì sao là có cái trường hợp đó? Tại sao không ai theo ai mà theo mình? Vì sao? Mình với người đó có cái mối nhân duyên gì với nhau không? Có ân oán với nhau không? Có, tao mới theo chứ. Vâng nè, đáng lý là theo cái bà hai rồi, không thèm theo bà hai mà theo bà ba. Tại vì xưa bà ba là mắc nợ. Vâng nè, mắc nợ kiếp trước không trả. Vâng nè, cho nên kiếp này là theo để đòi. Bà này bà dai dễ sợ không chịu trả. Một hai chịu trả, nó cứ theo đòi. Vâng nè, cho nên cái hương linh đó họ không siêu được, không thoát được. Cho nên thỉnh thoảng là về bị nhập vô là nói chuyện này, chuyện kia, chuyện nợ nần, rồi chuyện, đấy, hỏi tại sao bà đi chùa muốn chịu trả nợ cho tôi, nhưng mà mình đâu có biết đâu trả, nợ kiếp trước mà. Cho nên mà có những cơ hội mà nó nói ra được như vậy á, là nhờ có một cái vị thầy khai thị cho hương linh đó. Hôm nay con là Nguyễn Thị A hay là Nguyễn Thị B, có duyên đã về chùa Pháp Thủy, đã nghe thầy thuyết pháp, nghe đạo tràng tụng kinh niệm Phật, thì con hãy cởi lòng ra mà hướng theo Phật pháp tăng tu hành. Cái nợ đó chỉ là sợi dây xiềng xích để trói buộc khiến con u mê tâm tối mãi trong cảnh khổ đau thôi. Muốn thoát được kiếm khổ thì bây giờ phải mở lòng từ để tha thứ cho cái người mà gieo khổ con năm xưa. Con hướng về Phật pháp tu hành thì con sẽ được giải thoát thanh tịnh an lạc. Nghe thầy nói vậy, tự nhiên chắp tay mô Phật. Đấy. Đó, người nào mà, người hướng linh nào biết mô Phật là chịu tu nha. Có những đứa đâu nó không chịu mô Phật mà nó bảo là Phật mô. Nói không nghe. Còn ai mô Phật là chịu tu đâu. Có những cái hướng linh nó cứng đầu lắm, nhưng mà thường á, quý thầy nói thì hướng linh nó chịu nghe. Thế còn người thường ngoài nói á thì chưa chắc là nghe. Chưa chắc nghe. Tại vì thầy thứ nhất là có một cái uy, đó là có tu tập, đó là khác người bên ngoài. Có thể là ấy được. Cái này không phải nói đùa đâu mà có chuyện thật. Là bên chùa thầy á, cái gì
là gần chùa hôm nào quý vị ra quý vị sẽ thấy là có mấy cái mã. Mà nghe xưa là có một cái người, có người chôn ở đó, có mồ, có mã xây đoàn hoàng. Thì có một cái vong á, mà chết mà không ai biết tên tuổi. Rồi người ta đi lâu năm mà không ai xây cái mã cho họ. Thế hương linh đó rất là dối hờn, giận người người mà ở trong cái mảnh đất đó. Mà cái chỗ cái người đó là còn một cái chỗ trống, và cái nhà này không biết. Rồi lấy rác cái đồ đổ xuống cái chỗ đó. Cuối cùng nó giận, nó nhập về, nó cái chỗ nhà ta ở mà sao xả rác xuống đây, đồ quỷ. Trong khi nó cũng là ma gì mà chửi nó quỷ. À, con người không siêu được cái gì, dần cái người đó, cuối cùng nhập về cái người đó. Nửa đêm thầy đang ngủ, nó kêu cửa, nó chạy vô. Mình tưởng Phật tử vô có cái chuyện gì. Nửa đêm thế hôm nay có cái bà bị ma nhập. Trời ơi, đụng hàng. Rồi ma nhập vô gặp thầy nửa đêm. Nói sao rồi đây, nó dẫn qua chùa. Nó một hai nó đòi qua gặp thầy. Tại gần chùa mà, bình thường cũng đi chùa. Tự nhiên hôm nay ma nhập rồi, đi thích đi chùa. Thì qua thì thầy hỏi bây giờ muốn gì, thì nó mới trình thưa nói cái nhà con ở vậy đó mà dám nó xả rác, nó đổ đồ thanh long, đồ rác rẫy lên đó, sao con giận được. Cho nên thầy phải nói cái nhà người đó về để xây mộ cho con, hoặc là cho con đi ở chỗ khác nào đi. Thì thầy mới bảo nó thôi bây giờ đi đâu cho xa, bây giờ gần bên chùa qua chùa tu đi, nghe thầy tụng kinh niệm Phật đi. Không biết sao rồi nó vô nó đòi nó lễ Phật, lễ ông tổ rồi lễ Phật, nó chắp tay nó cũng lễ xong rồi nó đi về. Tự nhiên thấy nó yên, nó đã yên. Thì thầy biết là chắc là nó cũng biết giác ngộ, và từ cái vụ đó trở về bây giờ không thấy nó nhập nữa, không biết cái linh nó bây giờ nó đi đâu. Theo quý vị nó có siêu cho nó chịu tu chưa? Tu chưa? Tu không nè, màu nhiệm không? Cho nên chúng ta thấy là nếu như mà gia đình mình á có cái hướng linh á, thì xưa mà mình đã từng đi chùa tu tập á, thì mình nên gửi cái hướng linh đó vào chùa. Thì đó là cái điều rất tốt. Đó nè, gửi cốt hoặc là gửi cái hướng linh á, đôi khi người con của mình nó không tu á, thì nó không biết. Nhưng mà không biết rằng mẹ rất là muốn vào chùa. Nhưng mà nó cứ nguyền ở nhà không, là mong là mẹ ở nhà đừng có đi đâu. Thì mình rất là khó siêu. Chứ nếu người con biết tu á, Phật tử biết tu á, thì mình nên hướng bố mẹ mình về chùa. Tại vì xưa kia còn sống á, thì bà thường hay đi đâu? Cái chùa mà bây giờ nó chết rồi, cứ nhốt trong nhà không à. Nó cái gì nó cũng đòi cúng ở nhà, rồi cái gì cũng ở nhà. Muốn chó muốn mẹ đi đâu thì là không tốt. Đó nè, cho nên đôi khi thờ ở nhà cũng được, nhưng mà thờ ở chùa được là quý. Tại vì thờ ở chùa thì có cơ hội được gì? Được nghe kinh, được niệm Phật. Giống như hôm thầy cũng khéo là thầy giảng pháp đây là quý vị nghe, rồi còn có những cái hương linh á, họ nghe không chừng. Mình đâu có biết. Đó nè, thì nghe đôi khi hồi xưa là còn giận hờn ai, đó nè, trách móc ai. Thì hôm nay nghe thầy giảng về pháp này không chừng là mát mèo cởi bỏ. Đó nè, tha thứ những cái lỗi lầm cho người khác thì họ dễ dàng được siêu thoát về cái cảnh giới an vui. Đó nè, cho nên đó là cái điều mà rất là quý mà Phật tử chúng ta nên làm. Quý vị có theo quý vị đi làm cái chuyện đó có được không? Được không? Hứa không? Mình còn sống mình tu dữ lắm, mình đi chùa dữ lắm, khi mình mất một cái á, thì con mình nó làm trái đi, không đúng với tâm nguyện của mình. Cho nên tốt nhất á, trước khi mà mình biết là mình về với cõi Phật rồi á, không bao lâu nữa mình làm cái di chúc nha. Làm di chúc đoàn hoàng, rồi trong đó có cái tâm nguyện của mình sau khi mất á, thì cần phải làm gì để nó biết nó rõ. Nó di chúc thì chắc chắn nó không dám làm sai, làm trái. Còn mình không nói thì đôi khi nó làm theo cái ý của nó. Đó nè, giống như sau khi mẹ mất thì cần trong bảy thất thì cúng cho mẹ. Rồi sau này con muốn thờ ở nhà cũng được, nhưng mà tốt nhất thì đem mẹ vào chùa Pháp Thủy. Mẹ thích ở đó, đó là để hàng tối nghe quý sư cô tụng kinh. Rồi hàng tháng có các thầy về thuyết pháp, mẹ nghe. Đó là nghe xong nếu mẹ chưa siêu, chắc chắn mình tu tập là từ từ nó siêu. Chứ không phải là chết xong là siêu liền đâu. Có những hương linh thì do cái phước, cái đức nhiều á, thì mất xong thì họ có thể là siêu liền. Còn có những cái hương linh chưa đủ phước đức thì chưa siêu. Nó là giống những cái vong mà thầy nói đó, thì có thể là nó lâu tới 5, 7 năm, mấy chục năm, nhưng mà vẫn không siêu được. Cái này có, hả nè, có chứ không phải không đâu. Cho nên mình muốn giúp họ siêu á, thì mình tạo cái cơ hội
giải tỏa những cái nỗi uất ức trong cõi lòng, tạo cho họ nhiều cái phước đức có được, họ giác ngộ theo Phật thì họ sẽ siêu thoát. Cho nên là hôm nay Thầy đến với quý vị cái chủ đề này á, với cái ước mong tất cả Phật tử chúng ta hãy luôn là tinh tấn trong đời sống hàng ngày của mình, để mình chế tác ra được cái nước mà giống như Thầy nói, đó là nước cam lồ tình thủy. Hàng ngày thì mình phải chứa vào cái bình của mình cái chất liệu, cái nước này. Đó là nước có 8 thứ công đức, chúng phải là những cái nước nghiệp chướng phiền não. Mà mình có được cái nước đó càng nhiều bao nhiêu thì những cái oan kiên nghiệp báo của mình sẽ được chuyển hóa bấy nhiêu. Không chỉ là chuyển hóa cái nghiệp bây giờ, mà những nghiệp oan kiên từ vô lượng kiếp quá khứ, những oan gia trái chủ theo mình để làm mình khổ đau lần đần, giống như là câu chuyện Ngộ Đạt Quốc Sư mà Thầy kể trong câu chuyện này, thì nó vẫn hóa giải được nhờ cái nước từ bi thủy sam đó. Và chắc chắn mình hóa giải được cái nghiệp được rồi á, thì mình giống như người được cởi trói, thân tâm mình rất là nhẹ nhàng, mình rất là thư thái, rất là tự do. Mà mình có được cái chất liệu đó trong đời sống hiện tại, thì sau khi giả từ cuộc đời này, mình chắc chắn mình không sợ phải đòa làm thân này, thân kia, phải nhập vào người này, người kia để đòi nợ. Tại vì mình bây giờ đã buông xả, đã nhẹ nhàng, đã thứ tha, đã có nhiều chất liệu từ bi rồi, thì chắc chắn cái nơi chốn mình về cũng là cái cảnh giới an vui tự tại. Cầu chúc tất cả mọi điều tốt đẹp đến với quý Phật tử của chúng ta. Được không? À, được chứ, xong được. Cái đó là mình rất là dễ dàng làm được. Có tu là có được. À, trong cuộc sống này có rất nhiều cái trường hợp, trường hợp đã từng xảy ra, giống như là trường hợp về Ngộ Đạt Quốc Sư là cái chuyện quá khứ. Rồi trong cuộc sống thì cũng có những cái nhiều cái nhân vật đã gây ra những cái lầm lỗi rất là dữ dằn, những anh tay tay anh chị tạo những cái nghiệp, những cái lỗi rồi giết người không gớm tay, trùm xã hội đen. Nhưng mà từ khi gác chiến tu hành thì tự nhiên là trở thành một cái con người mới, chuyển hóa được cái nghiệp cũ và trở thành một cái người lương thiện, một người rất là có cái sự an lạc trong cuộc sống. Cho nên Thầy mong rằng nếu ở trong đạo tràng này người nào xưa kia cũng đã tạo ra những cái lầm lỗi thì mình cũng đừng có quá khổ đau với những gì mà mình gây ra. Mình biết rằng có tu là sẽ có chuyển, phải không? Mà không tu thì nó cái nghiệp nó vẫn còn đó. Cho nên mới có câu là tu là chuyển gì? Chuyển nghiệp, từ cái nghiệp xấu trở thành cái nghiệp tốt. Và mong rằng các Phật tử chúng ta đây, nếu có ai được cái nghiệp xấu á, thì nhờ tu, và tu càng giỏi thì nghiệp mình chuyển càng mau, để mình có một cái sự an lạc trong cái đời sống của mình, để con đường tu của mình rất là tiến triển, rất là tốt đẹp, rất là mau, để chúng ta sớm chứng thành Phật quả. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, xin cho chúng con đại diện quý Phật tử hỏi nhờ một câu là chúng con thường đi chùa và cũng là những Phật tử thuần thành. Khi thấy các thầy, các sư cô mỗi lần phóng sanh hay vẽ chữ ở trên cái ly, và chúng con thừa hỏi chữ đó là chữ gì, thì quý thầy bảo là chữ án hoặc là án dạ hồng. Theo chúng con, nếu chúng con không đủ duyên để đến chùa phóng sanh làm lễ, mà chúng con tự làm lễ, tụi con vẽ, không biết vẽ chữ đó, tụi con vẽ chữ Phật có được hay không? Xin Đại Đức Quan Hỷ chỉ dạy. Câu hỏi này cũng hay đó. Thôi trước tiên trả lời thì xin hỏi quý Phật tử, quý vị ý quý vị, theo quý vị là có được hay là không? Không vẽ được cái chữ đó, mình vẽ được cái chữ Phật có được không? Được không? Thầy cũng có đáp án, đó là được. Đúng không? Vì sao là được? Tại vì trong Phật là có tất cả. Tại vì khi mà mình phóng sanh thả những cái loài đó thì mình mong gì cho những chúng sanh đó? Mong chúng sanh đó được cái gì? Giác ngộ theo ai? Theo Phật, thu Phật.
rồi để tinh tấn tu tập chuyển hóa từ cái nghiệp chúng sanh trở lại làm thân gì, thân người, rồi từ thân người tiếp tục tu tập để trở thành gì, trở thành Phật. Cho nên mình gửi vô cái chữ Phật với cái tâm nguyện ước muốn là sau này chúng sanh đó trở thành những vị Phật trong tương lai, cho nên hoàn toàn là có thể được. A Di Đà Phật. Đây. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và sanh đều.